Đâu xin chào tất cả các bạn. Chào bạn. Chào bạn nha. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ làm một cái video. Bắn kia đúng không Thuận? Chắc đúng rồi đó mày ơi. Bữa làm cái ná rồi, nay chắc đi bắn á. Chắc là vậy rồi. Chứ quay clip gì nữa? Nghĩ sao vậy trời? Hồi bữa anh thử tài năng của mấy đứa nè. Có 3m, 4-5m thôi bắn hụt, hụt, hụt. Mà rồi đi bắn con chim mấy chục mét sao mà bắn trúng được. Trúng chứ sao không anh? Chim nằm dưới đất tụi em bắn chứ. Cái gì? Chim nằm dưới đất tụi em bắn được mà. What? Chim này nằm dưới đất mày. Đúng, đúng. Mẹ mấy mẹ chim trong quần chim bay ra. Con chim sáo sẽ tan cái quần chim. Chim trong quần chim si ra. Úi dồi ôi, cánh chim ở Việt Nam. Quay à, con chim đó hả? Đúng rồi đó anh. Trời đất ơi à. Không phải đâu, hôm nay anh rủ tụi em ra đây để quay một cái video là đi câu cá. Wow, câu cá là sở trường của em. Cái gì? Sở trường của tao. Hai đứa mày hả? Sở trường bắn chim này. Ừ, mày làm nó xấu là sở trường, làm nó xấu là mày sở trường bắn chim nè. Tao là sở trường bắn cá, còn hai đứa mày á đi cua gái đúng rồi. Không phải đâu. Hôm nay anh sẽ rủ mấy đứa ra đi câu cá mà câu cá mà độc lạ luôn. Vậy câu cá độc lạ anh Thuận? Lạ sao hả? Thì thường thường mấy đứa câu à, bằng cần câu, có cây, có này, có dây đúng không? Đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay anh sẽ cho mấy đứa câu cá bằng sợi dây thun. Cái gì? Câu cá bình thường, cộng dây bình thường thôi là đã đứt rồi. Giờ câu cộng dây thun sao câu được? What the hell? Ủa, mất thun vậy? Chắc là thun quần tao nè mày ơi. Không phải đâu mấy đứa ơi, cái dây thun quần á là nó bự nè, mà sao mà câu được vậy chứ giờ không vậy. Mấy đứa có biết cái cọng dây thun mà thường thường người ta gọi là cái nịt không? Dạ biết, nhưng mà lỡ câu quặng cái đó là đứt sao Thuận? Thì đứt thì thôi, đứt là mấy đứa thua. Hôm nay chắc khó ăn à. Hôm nay anh sẽ cho mấy đứa trải nghiệm cái câu cá bằng sợi dây thun. Thì hôm nay anh sẽ tạo cho mấy đứa một cuộc chơi nữa. Yeah, vậy là em đã có cơ hội gỡ trận hồi hổm mà anh Thuận ơi. Hôm nay anh sẽ tạo cho mấy đứa chơi một cái cuộc chơi, đó chính là người nào mà câu được nhiều cá nhất mà không đứt cọng dây thun, anh sẽ tặng cho đứa đó 100 câu luôn. Mấy đứa có chịu không? Dạ chịu. Phá em nôn nóng lắm anh Thuận ơi, đi thêm Thuận ơi. Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ đi luôn nha các bạn. Đi thôi. A few minutes later. Cái gì em? Em có thể nghe được cái chỗ cắm trại của con khe nè. Trời đất ơi à, cái chỗ nào cũng là cái chỗ cắm trại của con khe vậy? Nó là nhà ở đâu, cũng có nhà đó, tại nó chỉ dân cư mà. Cái nhà của con khang đâu đây hoài vậy em? Bữa cái nhà nó ở trên kia, bây giờ nó nằm ở dưới này nữa hả? Trời đất ơi, ở đâu em? Hả? Cái gì mà hộ tắm nó bị bự dữ vậy em? Trời ơi, nó là nạn tiếng cá mà. Kìa, thêm cái giọng đó kìa. Anh Thuận ơi, con khỉ kìa. Ôi, con khỉ bằng vàng. Trời ơi à, đi câu cá thôi mà làm gì vậy em? Cái này là dễ dính cá lắm đó nha em, cái này là lưới đó. Để dàn cá. Thì em nói nó cắm trại nằm đó cũng phải đi theo dụng cụ đồ nghề chứ. Ai chuyện với mày nha. Thì hôm nay mình sẽ review vườn rau của con Khang nha. Ở đây quá trời rau luôn, các bạn mà muốn ăn rau tới đây hái miễn phí liền. Con Khang nó làm việc bạn á, mình chịu chưa? Cái này là cái vườn rau của con Khang đó hả? Đúng rồi đó anh. Khang mà làm như con chuột vậy mà ăn gì đâu muốn vậy em? Trời, nãy thấy lưới đánh cá không? Bắt cá không rồi nướng làm rồi phải quấn rau ăn vô mới đúng bài. Anh Thuận, giờ em mới biết nè. Khang không chỉ ăn rau muống đâu mà giờ nó còn ăn cái núm nữa. Ở dưới đây nè. Cái gì? Núm nữa hả? Núm nè. À, nó ăn núm nè. Ngon. Vitamin. Ê, nó là nhà của mày nha, chứ nhà tao không có ở đây. Ít cặp thì đây đây.
nha. Xịt tốt thì con hơn. Thì mình mới phát hiện ra được một bạn rất là tội nghiệp luôn. Bạn phải lụm ghe chai sống kiếm sống qua ngày kìa. Các bạn nào muốn đôn nó thì hãy đôn nó qua cho anh Thuận gửi cho mình. Mình giữ luôn nha. Hai đứa mình chia đôi. Hôm nay anh em mình đi trúng cái ngày gì mà gió gì đâu mà thấy ghê luôn các bạn ơi. Gió quặn cái cây luôn. Rồi mấy đứa đi chặt cây đi. Chặt cây hả anh? Ờ đúng rồi mấy đứa chặt cây đi. Anh Thuận em lấy cây này xuống con cá được không? Không phải cây này nha, cây này nè. Cái gì? Cái cây này sao mà câu được em? Mười chà bá vậy nó còn nặng hơn em nữa đó. Trời ơi câu được chứ sao không anh? Bẻ cái ngọn nó xuống xong rồi đưa ra anh câu giùm. Anh không thể nào cầm cái cần câu bự này để câu đâu Nhân ơi. Thôi em chọn cái cần nhỏ nhỏ đi. Ok anh. Rồi giờ thế đi chặt cây các bạn. Anh thấy được cái gừng chút ở đây nè. Câu cá bằng sợi hung thì mình cần phải đi tìm được cái cây nào mà vừa cái sợi hung nha. Vừa cái sợi thun quần của không mày? Không phải mày ơi, não phận nó cộng nhỏ lắm. Rồi ở đây thì anh em mình có rất là nhiều chút luôn các bạn ơi. Ây da, đậu phộng mày. Sorry nghề nghiệp nha. Thôi tao xóa ghi mày luôn bây giờ. Thôi giờ sẽ chặt cây nha. Cây này hợp lý nhất với cộng hung nè. Ôi trời ơi. Rồi chết luôn rồi. Thôi mình đành làm lòng tốt tặng cho ông Khang nha các bạn. Ôi Khang ơi, tặng Khang. Có đâu ai ngu đâu. Rồi con em chọn cái nào? Chọn cái này anh ơi nè, nó cong nè, mình bơ cá nó mới đã. Ừ, câu cá rô mà làm gì câu cá dồ vậy á. Đây là cái chê mới của mình nha bạn. Tới tao mày. Ừ, đây. Để xuống đó, rồi vậy chắc. Trời đất ơi à, chặt có ba cái cây không làm giống gì vậy trời, liền quần nữa chứ không đâu. Thôi mấy anh em là chúc cái cây đi đẹp đẹp đi rồi bắt đầu sẽ phát thun ra và sẽ phát lửa cho mấy đứa nha. Ok. Đất ơi, nẹt đi cá mắc cạn rồi các bạn. 2000 years later. Các bạn ơi, mình đút trên nè. Nước trên mặt nước ăn cơ sống. Chụp cực tao đã déo khi này kì của tao đang bỏ nước trên mặt nước ăn cơ sống. Chụp cực tao đã déo khi này kì của tao đang bỏ nước trên mặt nước ăn cơ sống. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy lưỡi câu rồi thun rồi trùng phát cho mấy thanh niên kia nhé các bạn. Không biết mấy anh kia giờ làm cái gì rồi đó. Ủa mấy đứa chú cây xong chưa? Dạ xong rồi anh ơi. Xong rồi anh ơi. Trời ơi chú cái cây gì đâu mà bự vậy? Trời cái cọng nẹt của anh đâu? Đây nè em. Cái cọng này sao mà câu anh? Nó nhỏ xíu à. Lỡ đứt thì sao anh? Lỡ đứt thì thua chứ sao em. Rồi bây giờ lên đi anh phát cho mỗi một đứa một cái lưỡi câu nè. Đây Khang một cái. Yeah. Bảo một cái. Cảm ơn anh. Đại Nhân một cái. Cảm ơn anh nha. Rồi ở đây anh có ba cọng thun nè, dành cho mấy đứa nè. Đây em một cọng. Yeah. Bảo một cọng. Cảm ơn anh. Bảo Nhân đây một cọng. Wow. Rồi mấy đứa cọng giờ cần đi, rồi bắt đầu thử thách nha. Ủa này không ngồi hết à? Để giờ quăng xuống dưới. Có nhiều cá. Làm gì mày? Mày nghĩ sao hả? Mồi như cái nạn gì nè, mày mới đếm dục. Rồi mày lấy cái gì mày câu? Khương Tử Nha người ta câu là không có cần lưỡi luôn. Còn mình có lưỡi nè, còn mồi chi nữa. Vậy mày khỏi câu mồi đi. Mày câu đi, để tụi tao câu mồi. Câu đi, câu đi. Rồi, mấy đứa có tóm lưỡi vào cần hết chưa nè? Rồi. Và có cái sợi thun mới được nha. Khoan, cái này là không được. Không được, cái này là nó sẽ không phụ thuộc vào cọng dây thun mà nó sẽ phụ thuộc vào cái cọng dây thun. Ủa nhưng mà nó không, nhưng mà anh không chấp nhận cái cọng dây thun như thế này.
sẽ kiểm cần nha. Rồi, không chấp nhận em còn lại đi bảo ơi. Rồi, cô em đâu? Cô em đây nè. Cái gì? Cái này cái lưỡi mà. Cái đọt cần của em đâu rồi? Anh coi. Cái cần này thì đúng này các bạn ơi, câu câu bằng sợi dây thun như thế này mới đúng nha. Con cá nó gịch nó phải giãn giãn như nè, đó. Rồi, cần này qua qua hải quan. Em móc mồi được chưa anh? Ok, em móc mồi đi nhưng mà chưa được thả nha. Khi nào ra lực rồi mới được thả. Ok anh. Còn cây của Khang? Đây. Ok, chấp nhận. Còn chỉ có cây của Bảo là còn lại thôi nha. Rồi bây giờ Bảo còn lại đi nha. Anh Thuận, anh có biết sao đây? Cần câu của em ngắn mấy đứa kia không anh Thuận? Sao em? Cách đây khoảng vài trăm năm trước, tổ tiên của em đã biết làm ra cái cây này. Tổ tiên em truyền lại cho ông cố em. Nó dài vậy nè. Tới ông cố em truyền lại cho ông ngoại em. Nó to như đây nè. Rồi tới ông nội truyền cho cha em. Thì giờ nó còn như đây mà còn bị lủng lỗ à. Trời, chắc tới thì con mày nó còn chút xíu vậy quá. Rồi, cái cần câu của em đâu? Đây nè anh, được chưa? Rồi, anh? Ok. Được. Rồi, anh Thuận ơi, anh thấy cái cây này nó có nghe không? Có nghe đâu em, nó cong cong đằng kia kìa. Rồi anh biết ai gốc cho em chưa? Ai em? Còn ai trồng khoai đất này nữa anh? Thằng Khang không khí đó anh. Gốc cho mày là hên rồi, cũng không có quẻ gì nữa. Rồi bây giờ anh sẽ giao một cái lượt chơi cho mấy đứa nha. Ok. Đây, mấy đứa đã có sẵn hết cần chưa nè? Dạ rồi. Đó, các bạn như các bạn đã thấy thì anh em mình cũng đã sẵn sàng hết rồi. Câu bằng sợi thun. Rồi, thì lượt chơi như thế này. Ở đây anh có một cái đồng hồ để bấm giờ cho cái cuộc chơi này. Và ở đây có đứa có một sợi thun. Và nếu như ai mà câu đứt cái sợi thun đó và mất đi lưỡi câu sẽ bị thua. Và tất nhiên là sẽ bị lỗi luôn đó. Và trong vòng 15 phút này mà người nào mà câu được nhiều cá nhất thì anh sẽ tặng cho một cái phần thưởng đó là 100k. Rồi bây giờ mấy đứa có chuẩn bị chưa nè? Rồi. 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi. Rồi em có biết móc mồi không Bảo? Biết chứ anh, một đời câu cá mà anh. Tụi bay móc mồi nha, tao đi câu cá trước đây. Nghe nói cái chỗ này của anh Thuận thường xuyên hay dính cá lắm. Rồi giờ mình sẽ thả cần ra nha. Đang ngồi chờ. Em có móc mồi xong chưa Nhân? Em xong rồi anh ơi. Rồi đi câu đi em. Mà lại chỗ con Bảo mày à. Ôi, ôi, ôi. Trời ơi, con cá. Ôi. Phút thứ hai. Cá gô nha các bạn. Trời, con cá quá bự kìa. Wow. Trời đất ơi. Đây các bạn gỡ cá gô, các bạn bóp cái ngạnh lại nha, không có đâm các bạn đau lắm á. Trời ơi, con cá nó bự các bạn ơi. Rồi bỏ vô cái thủ đi em ơi. Rồi quay lại câu tiếp nha. Hai thanh niên này vẫn chưa có một em nào hết trơn á. Bảo thì được một em rồi. Nhẹ miếng cá này như nó ghét em hay vậy anh Thượng ơi. Không nếm chỉ tới tao mồi của em luôn. Tao chỉ mày nè Khang. Mày lấy cục shipper mày câu á. Quay à, thanh niên dính con cá rồi. Em cái gô. Tỷ số ra là một điều với thanh niên Bảo. Yeah. Mọi em cứ gô nhỏ thằng Bảo nha bạn. Anh Thượng coi em kéo cái bự nè. Quay à, thanh niên dính cái đọt cây đó. À đó mà dính cá bự coi dừng đứt cái cọng dây thun này bây giờ. Đứt không sao đâu anh. Đứt là thua đó em. Trời ơi. Thanh niên Khang dính cá nữa kìa các bạn ơi. Một em cứ nữa. Đây em cái gụn mình nè các bạn. Mình phải qua chiếm chỗ ngồi của con Khéo được. Ơ thằng này mày đi qua qua chỗ tao này. Úp xuống đi. Mày có tin tao cho xuống tắm hồ bơi 56 mày không? Bác Hồ lúc trước dặn chúng ta là phải ra đi tìm đường cứu nước phải không? Giờ em đi câu cá, tìm được cứu cá. Cứu chiếc bụng đói của em qua ngày. Gọi sao rồi, em toàn là dính cây không nha Nhân. Nãy giờ em chưa được con cá luôn đó. Nãy giờ em toàn dính cá khủng mà. Cá này tên cá cây nha. À, dính cá bự hơn Nhân nữa nè anh Thuận ơi. Đâu em? Trời ơi à, thanh niên này dính đầu cây, còn thanh niên kia thì dính cái cây. Thanh niên Khang đang nhận trước đó chính là hai con. Cái gì em? Gãy mẹ con rồi. Yeah. Rồi, vậy là hôm nay thanh niên Bảo sẽ bị loại trước nha. Em đã bị đứt một cái lưỡi câu rồi. Tại vì thanh niên mắc hơn cái kia kìa. Rồi thanh niên kéo.
rồi cái thanh niên giật, thanh niên kéo ấy, rồi cái xong cái đứt luôn. Rồi đứt luôn rồi sao anh Thuận ơi? Đứt luôn thì thôi chứ sao em? Em đã bị thua ở phút thứ 10 nha. Rồi tổng số cá của em là 1 con nhưng mà em đã bị loại. Rồi vậy thôi luôn. Cũng sắp hết giờ rồi, thôi em ngồi đợi mấy đứa này rồi coi đứa nào là dễ nhất nha. Dạ. Đây nha. Đừng có biết thôi. Thì thời gian của anh em mình cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Đây và 15 phút của anh em mình cũng đã hết rồi. Và bây giờ mấy đứa không được câu nữa nha, kết hết hết thời gian rồi. Rồi bây giờ nè, lôi cá ra rồi tập trung rồi gom cá lại đếm bao nhiêu con nha. Ok. Rồi, khen, em đổ ra rồi, anh đếm được rồi, tổng số hôm nay em tất cả anh em mình câu được mấy con. Ê. Ơi. Rồi, 1 con. Yeah. 2 con, 3 con, 4 con các bạn ơi. Em được 1 con. Em được 2 con. Em được 1 con nữa anh Thuận ơi. Vậy là anh em mình hôm nay tổng số con cá được câu là 4 con nha các bạn. Wow, thật là nhiều luôn. Nhưng mà hôm nay thanh niên mà câu được nhiều cá nhất đó chính là Khang Không Khí. Yeah. Thanh niên Khang Không Khí câu khá là giỏi các bạn. Rồi thì bây giờ anh em mình xin kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Nếu các bạn thấy hay thấy vui thì hãy cho anh em được một like, một share và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Rồi đây là phần thưởng dành cho Khang Không Khí. Yeah, 100 ca. Sao lần nào nó cũng thắng hết vậy? Tại nó hên đi. Úi sợ quá. Cướp trong nè.